Hello, xin chào tất cả bà con Nam. Em về con mới quay hai con thành hai con nha. Con này là rất là đẹp luôn, nhưng một con cơ đồng đầu, cơ đồng con xuống. Con này cơ đồng qua lại hai đầu, đẹp như mới. Có luôn cái tô nha, tô nằm chưa, em sẽ quay tiếp cho anh em xem nha. Anh em đang dọn sân con mấy con hoa Morisaki, chúc em sẽ quay tiếp cho anh em xem. Này xuống máy rồi nha. Này thì đồng qua lại khoan. Này mấy con này anh em nào làm xe máy là quá tuyệt vời luôn nha, quay phay luôn nè. 25mm, 50mm, Z6 350, có đầu à, nhau tách cho về xài đầu khác. Con này rất đẹp luôn nha, 1m1, dài 1m1 rồi qua lại khoảng cỡ 600, này 208, vô ra 220, 300, 300 tâm thì cắt cao rồi. Con này 400 rồi nè, lên tới 400, 400 còn lên khúc mà, còn lên xíu. Tự động đời cao luôn nè, gạt ở đây luôn nè. Có hai tay quay nè, có bẻ nha. Cái tay quay khác to luôn nè, luôn là to luôn nha. Ngang 16. Mở cái này cũng lớn, cho cái đây. Mở ra chắc cũng được 150. Có phanh ngang luôn nha. Phanh ngang chỉ có chữ A thôi nha, còn không có cốt nha. Anh em về kiếm cốt chế nha. Có chữ A riêng không? Con này điện 3 pha 380V. 2014. Con này vệ sinh lên là đẹp như mới luôn nha. Nè, nó còn bơm nước nè. Bơm nước luôn nè. Vệ sinh lên là như mới luôn á. Có bóng đèn luôn nè. Mà nó sử dụng được không nha. Bơm nước còn đầy đủ, còn bơm nằm ngoài luôn. Này nào vệ sinh lên là đẹp như mới luôn á. Như mới. Băng bằng. Băng còn đẹp. Còn phải cá luôn. Băng còn rất đẹp nha. Đó, anh em cần con này thì có gì alo nha. Trước mắt thì có gì anh em cần thì sang tay nha. Sang tay thì không bao gì hết nha. Còn bao dòng bao chạy thì giá khác nha anh em. Tại vì còn máy rất là nhiều máy chưa có giòn nha. Con này đài loan nè. Đài loan giá rẻ cho anh em nào cần nè. Hộp số. Hầu rơi tay thuận. Cái này anh em nào làm xe máy là rất ok luôn nè. Cái này đang điện 3 pha. Con này anh em nào nhanh lệ thì em chốt cho 20 triệu bao dòng chạy nha. Còn không thì từ từ em sẽ làm lại nha. Có một con khoan khoan gì cao 1m này. Con này điện một pha sẵn này. Em nhìn nó mờ không thấy gì luôn á. Mờ không thấy gì luôn á. Pha. Con này 3 triệu. Anh em nào lấy thì có gì alo. Con Đài Loan nha. Con này con Đài Loan phi cơ.
đồng đầu xuống thôi nha, còn dưới là cơ bàn, có cái được bàn nó dài nha, hành trình qua là dài tầm cao. Con này giá rẻ cho anh em làm luôn nha, hoạt động ok, bàn dài đó nha, bàn dài mấy mét hai, qua là phải 700 á, tầm cao con này là 400 trên này, cái trên 400 nha, bẻ đầu bẻ độ. Chốt cho anh em nào nhanh là 20 triệu nha. Rồi, anh em có nhu cầu vay tiền có gì ở luôn. Em đang Morisaki hai con nha, một con màu xám đó đi rồi nha. Đây bên con màu xanh nha. Con này 4 cháu. Con nhà anh em nào nhanh gọn lẹ thì em chốt cho 50 triệu nha. Có gì alo nha. Để gu mỗi lần clip anh em chưa xem thì nhớ xem lại nha, quay lại mấy clip trước ha, đăng ký kênh để kéo lại mấy clip trước xem nha. Suda Miller lên trong tầm 1m2, chuẩn bị lên clip luôn nha, có đi nét luôn. Con này giá 75 triệu chốt nha, anh em có nhu cầu có gì luôn. Thôi hôm nay em chỉ review như đây thôi nha, xin chào tất cả nha.